Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 6, liếp lớp RS, liếp lớp JK, liếp lớp T, liếp lớp D và mạch chốt của môn lý thuyết kỹ thuật số. Sang nội dung thứ hai, liếp lớp RS. Phần 1 nhỏ, chúng ta sẽ khảo sát liếp lớp RS sử dụng cổng nền. Và trong phần 1 nhỏ này, chúng ta sẽ đi phần A nhỏ là xây dựng bảng trạng thái. Đây là sơ đồ mạch điện của liếp lớp RS sử dụng cổng nền. Trong sơ đồ mạch điện này có sử dụng hai cổng nền, hai ngõ vào, được đánh số thứ tự là nền 1 và nền 2. Liếp lớp RS có hai tín hiệu ngõ vào là R và S. Có hai tín hiệu ngõ ra là Q và Q đảo. Tín hiệu ngõ ra Q được hồi tiếp về cổng nền 2, còn tín hiệu ngõ ra Q đảo được hồi tiếp về cổng nền 1. Trong sơ đồ mạch điện này sử dụng cổng nền, và trước khi tiến hành xây dựng bảng trạng thái thì ta cần nhớ lại tính chất của cổng nền. Cổng nền có ngõ ra bằng 1 khi chỉ còn một ngõ vào bằng 0. Và ngõ ra của cổng nền sẽ bằng 0 khi tất cả các ngõ vào bằng 1. Và bây giờ ta tiến hành xây dựng bảng trạng thái. Đây là bảng trạng thái của liếp lớp RS. Phần tín hiệu ngõ vào gồm có hai tín hiệu S và R, tạo thành một số nhị phân 2 bit có tổng cộng là 4 trạng thái 00, 01, 10, 11. Như vậy, ta đã biết được các trạng thái của ngõ vào. Còn tín hiệu ngõ ra là Q và Q đảo, chúng ta cần phải xác định. Tương ứng với từng trạng thái của ngõ vào, chúng ta phải đi tìm được giá trị của ngõ ra Q và Q đảo. Nhiệm vụ này được xem như là đi lập bảng trạng thái, hay còn gọi là xây dựng bảng trạng thái cho liếp lớp RS. Bây giờ ta sẽ bắt đầu với trường hợp 1, tương ứng với trạng thái S bằng 0 và R bằng 0. Đây là mạch điện liếp lớp RS cho S bằng 0 và R bằng 0. Bất chấp hai tín hiệu còn lại, chúng ta sẽ xác định được các ngõ ra của các cổng nền. Q sẽ bằng 1 và Q đảo cũng bằng 1. Như vậy, ta đã tìm được giá trị của hai ngõ ra Q bằng 1 và Q đảo bằng 1. Và ta điền hai giá trị này vào bảng trạng thái. Do quy ước là quy bằng 1 thì quy đảo phải bằng 0, hoặc ngược lại, quy bằng 0 thì quy đảo phải bằng 1. Trong trường hợp này, cả quy và quy đảo đều bằng 1, cho nên trạng thái này được gọi là trạng thái cấm vì nó sai với quy định. Ta sang trường hợp thứ hai là S bằng 0 và R bằng 1. Đây chính là mạch điện liếp lớp RS với ngõ vào S bằng 0 và R bằng 1. Tín hiệu S bằng 0, bất chấp ngõ vào còn lại của cổng nền 1, ngõ ra Q bằng 1. Và tín hiệu Q bằng 1 này hồi tiếp về nền 2, cùng với tín hiệu ngõ vào R đang bằng 1, làm cho ngõ ra Q đảo bằng 0. Như vậy, ta đã xác định được giá trị của ngõ ra Q và Q đảo. Ta tiến hành điền giá trị Q bằng 1 và Q đảo bằng 0 vào trạng thái thứ hai. Và trạng thái này người ta gọi là trạng thái set Q, hay làm cho ngõ ra Q bằng 1. Và dĩ nhiên ngõ ra Q đảo sẽ bằng 0. Ta sang trường hợp 3, tương ứng với trạng thái S bằng 1 và R bằng 0. Đây chính là mạch điện của liếp lớp RS với S bằng 1 và R bằng 0. Khi R bằng 0, thì bất chấp ngõ vào còn lại của cổng nền 2, ngõ ra Q đảo sẽ bằng 1. Và giá trị của Q đảo bằng 1 sẽ hồi tiếp về nền 1 cùng với tín hiệu S bằng 1, làm cho ngõ ra Q bằng 0. Như vậy, ta đã tìm được giá trị của ngõ ra Q và Q đảo. Tiến hành điền giá trị Q bằng 0 và Q đảo bằng 1 vào bảng trạng thái ở trường hợp thứ 3. Trạng thái này còn được gọi là trạng thái xóa Q hay reset Q, có nghĩa là làm cho Q bằng 0, và dĩ nhiên Q đảo sẽ bằng 1. Ta sang trường hợp thứ tư, tương ứng với trạng thái S bằng 1 và R bằng 1. Đây chính là mạch điện liếp lớp RS với ngõ vào S bằng 1 và R bằng 1. Do trạng thái của hai ngõ vào còn lại của hai cổng nền này chưa xác định, cho nên chúng ta sẽ không biết được giá trị của ngõ ra Q
cũng như giá trị của ngõ ra quy đảo, và chúng ta cần phải lý luận. Việc lý luận được thực hiện như sau. Giả sử chúng ta cho ngõ ra quy bằng 0 và quy đảo bằng 1. Đây chính là mạch điện mà chúng ta đã cho quy bằng 0 và quy đảo bằng 1. Quy bằng 0 sẽ hồi tiếp về nền 2, làm cho ngõ ra quy đảo bằng 1. Và giá trị của quy đảo bằng 1 hồi tiếp về nền 1 cùng với S bằng 1, làm cho ngõ ra quy bằng 0. Như vậy, ta có thể kết luận. Nếu chúng ta cho trạng thái ban đầu của quy và quy đảo là 0, 1, thì sau đó giá trị vẫn là 0, 1, xem như là giữ nguyên trạng thái. Ta tiếp tục lý luận cho trường hợp còn lại. Giả sử cho quy bằng 1 và quy đảo bằng 0. Đây chính là mạch điện của liếp lắp RS với ngõ ra quy bằng 1 và quy đảo bằng 0. Khi quy đảo bằng 0, hồi tiếp về nền 1, làm cho ngõ ra quy bằng 1. Và tín hiệu quy bằng 1 này sẽ hồi tiếp về nền 2 cùng với tín hiệu R bằng 1, làm cho ngõ ra quy đảo bằng 0. Như vậy, nếu chúng ta giả sử giá trị ban đầu của quy và quy đảo là 1, 0, thì sau đó nó vẫn tiếp tục là 1, 0, xem như là giữ nguyên trạng thái. Sau hai lần lý luận, ta đi đến kết luận là khi S bằng 1 và R bằng 1, thì hai ngõ ra đang ở trạng thái nào thì tiếp tục giữ nguyên trạng thái đó, xem như là giữ nguyên trạng thái. Theo lý luận thì ta không biết được trạng thái trước đó là bao nhiêu, cho nên ta ký hiệu là trạng thái trước đó của quy chính là quy 0 và trạng thái trước đó của quy đảo chính là quy 0 đảo. Có thể là 0,1, cũng có thể là 1,0. Và trạng thái này xem như là giữ nguyên trạng thái. Như vậy, việc xây dựng bảng trạng thái đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang phần B nhỏ là tiến hành mô phỏng liếp lớp RS này. Đây là mạch điện mô phỏng. Có hai tín hiệu ngõ vào, S và R. Có hai tín hiệu ngõ ra, quy và quy đảo. Hai ngõ ra này chúng ta sẽ điều khiển hai đèn led để báo mức logic, và bây giờ mời các bạn quan sát. Đây là trường hợp 1. Trường hợp 2. Trường hợp 3. Trường hợp 4. Như vậy, mạch điện đã mô phỏng 4 trường hợp của bảng trạng thái và mạch đã hoạt động đúng theo yêu cầu. Sang phần C nhỏ ký hiệu, đây chính là ký hiệu của liếp lớp RS. Trong ký hiệu của liếp lớp này, ta thấy các ngõ vào S và R có hai vòng tròn. Điều đó có nghĩa là bình thường hai ngõ vào này sẽ ở mức 1. Khi ngõ vào S xuống mức 0, nó làm cho ngõ ra quy lên mức 1, xem như là set quy. Còn khi ngõ vào R xuống mức 0, nó làm cho ngõ ra quy về mức 0, xem như là reset quy. Hai ngõ vào này được gọi là tích cực mức 0, hay còn gọi là tích cực mức thấp. Với liếp lớp RS mới vừa khảo sát, thì ngõ ra quy và quy đảo sẽ thay đổi khi tín hiệu ngõ vào S và R thay đổi. Liếp lớp này không có tín hiệu để cho phép thay đổi trạng thái hoặc cấm thay đổi trạng thái. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ khảo sát liếp lớp RS có thêm tín hiệu cho phép thay đổi trạng thái hoặc cấm thay đổi trạng thái. Phần nội dung trình bày của liếp lớp RS sử dụng cổng NAND đến đây tạm thời dừng lại.
Các bạn xem những gì đã trình bày có vấn đề nào chưa rõ, chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo.